Phật tử, Đại Bồ Tát đầy đủ đại bi chẳng bỏ chúng sinh, thế tất cả chúng sinh thọ các khổ, đó là khổ địa ngục, khổ súc sinh, khổ ngạ quỷ, vì làm lợi ích mà chẳng sinh mệt nhọc, chỉ chuyên độ thoát tất cả chúng sinh, chưa từng đắm nhiễm cảnh giới năm dục, thường tinh cần diệt trừ các khổ. Đó là Pháp bất cộng thứ bảy, thường khởi đại bi, chẳng do người khác dạy. Phật tử Đại Bồ Tát thường làm chỗ ưa thích thấy của chúng sinh, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, vân vân Tất cả chúng sinh thấy không nhàm đủ. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát từ đời lâu xa đến nay, tu hành nghiệp thanh tịnh không có lỗi lầm, cho nên chúng sinh nào thấy được đều không nhàm chán. Đó là Pháp bất cộng thứ 8, tất cả chúng sinh đều ưa thấy, chẳng do người khác dạy. Phật tử, Đại Bồ Tát, nơi nhất thiết trí, đại thệ tra nghiêm, trí ưa thích kiên cố, tuy chỗ hiểm nạ, nơi phàm phu, thanh văn, độc giác, chọn không thối chuyển, mất tâm nhất thiết trí, sáng tịnh, diệu báu. Phật tử, như có châu báu tên là tịnh tra nghiêm, để ở trong vũng bùn ánh sáng màu sắc không thay đổi, hay khiến cho nước đục thảy đều lắng trong, Đại Bồ Tát cũng lại như thế tuy ở nơi phàm ngu tạp trược, chọn không mất hoại tâm báu thanh tịnh, cầu nhất thiết trí, mà hay khiến cho các chúng sinh ác đó xa lìa vọng kiến phiền não uế trược. Được tâm báu thanh tịnh, cầu nhất thiết trí, đó là pháp bất cộng thứ 9. Tại nơi các nạn chẳng mất tâm báu nhất thiết trí, chẳng do người khác dạy. Phật tử, Đại Bồ Tát thành tựu trí tự giác cảnh giới, không thầy tự ngộ, rốt giáo tự tại, đến nơi bờ kia, lụa pháp lìa cấu, dùng làm mũ đội trên đầu, nơi bạn lành gần gũi không rời, nơi các như lai, thường thích tôn trọng. Đó là Pháp bất cộng thứ 10, được Pháp tối thượng chẳng lìa thiện tri thức, chẳng bỏ sự tôn trọng Phật, chẳng do người khác dạy. Phật tử, đó là 10 Pháp bất cộng của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong Pháp này, thì sẽ đắc được Pháp bất cộng rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ nghiệp. Những gì là 10? Đó là tất cả thế giới nghiệp, vì đều nghiêm tịnh, tất cả chư Phật nghiệp, vì đều cúng dường, tất cả Bồ Tát nghiệp, vì cùng trồng căn lành, tất cả chúng sinh nghiệp vì đều giáo hóa, tất cả vị lai nghiệp vì hết thủa vị lai nhiếp lấy, tất cả thần lực nghiệp. Vì chẳng lìa một thế giới mà đến khắp tất cả thế giới, tất cả quang minh nghiệp vì phóng vô biên quang minh màu sắc, trong mỗi quang minh có tỏa hoa sen, đều có Bồ Tát ngồi kiết già hiển hiện, tất cả giống tam bảo chẳng dứt vì chư phật diệt rồi giữ gìn trụ trì các phật pháp tất cả biến hóa nghiệp vì trong tất cả thế giới thuyết pháp giáo hóa các chúng sinh tất cả gia trì nghiệp ở trong một niệm tùy tâm ưa thích của các chúng sinh mà thị hiện khiến cho tất cả nguyện đều thành tựu đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được nghiệp rộng lớn vô thượng của như lai